nhau vượt qua quá khứ và tuổi hờn. Cuối cùng thì sao? Im trước cuộc nỗi đau thì không lớn. Thay vào việc nhìn và ưu tiên cả hai cho nhau sự bao dung, mình lại để tâm quyết định không đáng mặc cho cái tôi nó thao túng. Từng câu từng chữ sắc bén mình luôn nhắc nhở phải bỏ lại phía sau, giờ lại chính là thứ mình đưa ra trước mỗi khi cùng bước về với nhau. Đáng lẽ giờ này mình đã phải thật sự yên tâm, mong nghĩ đến được quý yêu phần nào cho cả hai yên tâm. Nhưng rồi tất cả khi niềm đã cùng rơi thẳng xuống vực mình hy vọng, ai còn một bất lực lắm thời gian phá vỡ mọi điều không. Nếu quá khứ có trở lại, hứa mình sẽ chẳng còn sự cơ dại và sẽ quên lên niềm vững chãi. Sao thôi bước sắp trở lại mà cô yên nhờ. Có những bọn nhớ lần này chẳng biết qua bao giờ. Sau thời gian ngắn sẽ có người khác thôi. Chỉ là đôi khi anh nhớ tiếng muốn và kỷ niệm từ hành hạ tâm trí bằng người bị cảnh giác chính mình đang suy nghĩ. Nhưng ông sẽ là lần cuối. Nếu quá khứ có trở lại, hứa mình sẽ chẳng.